Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh năm chị em xa xứ nha. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Giờ này Thủy sẽ lên xe để đi về nhà cô chú anh chị ơi. Đây. Có quên gì không á? Có. Quên gì? Lên xe để bắt đầu đi về nhà lại cô chú anh chị, đi về Củ Chi lại. Em Thủy nó vô nó mua chè, xong mua nuôi chiên mà nuôi này nuôi chay, cái này 20.000 có giá luôn 20.000 bịch. Còn cái bịch mít sấy này mới nhiêu thôi, để giá 48.000 luôn, 48.000 bịch. Giờ ăn thấy Thị nha, chị gái Thị sợ Thị không mời của chú anh chị. Ngon, mới. Xin mời cô chú anh chị ăn mít nha. Có một cái video chị gái mời á, bình luận ta cừ, rồi tôi mới, chị gái tiếu. Có một cái video mà ăn cái quýt á, nhớ không? Ăn cái quýt á. Không mà nó, mình không, mình quay trên mạng đó, mình không ăn gì thôi. Mà mình đã ăn là mình phải mời, mà mời là phải mời trước. Đang ăn điện thoại nó kêu chứ. Xin ăn, xin lỗi, xin ăn với em rồi nha, nhưng mà ăn rồi. Để lắm kiểu rồi. Phải mời trước thì mình ăn. Thank you.
Quý gì? Hồi đó đường này ngày nào cũng đi cơm bữa đi lên đấy để ổ qua dưa leo bột bí nhà vườn. Quan tới cái cơm nữa
mấy người đăng ký rồi, xong nó nghe vậy á, nó có làm. Xong bây giờ là chú tôi nói là một là nha, coi người ta có làm chức vụ cho mình được thì là còn không được á, còn bữa ra rồi người ta nói người khác đứng ngoài phải kêu người đó bảo lãnh mà giờ ra lần nữa mà không được thì chú tư kêu là bỏ xin bỏ mua xin mới luôn, chú chuyển qua giúp cho để chú làm bằng cách tiết kiệm. Mà người đầu cực lắm, trời ơi, một người đăng ký ổn lắm mà cả 1.000 mấy người đăng ký làm lại xong chát không làm. Như hồi đó em làm ha, là đó đi qua kêu bà là đăng ký ủng hộ giùm hết người này người kia một người là mừng muốn chết, giờ 1.000 mấy người bỏ. Này nó cho chán bữa giờ có quay gì đâu. Cái máy điện thoại của Thủy, của chú anh chị, cái mic nó bị rè quá cho nên nó là Thủy tắt tiếng luôn để Thủy lồng tiếng cho cô chú anh chị nghe. Lâu ngày mấy chị em Thủy đi ăn và tâm sự chuyện buôn bán rồi ở xứ xa gặp nhiều khó khăn như thế nào, cô chú anh chị mấy chị em ngồi lại nói chuyện sau bao ngày buôn bán mệt mỏi. Nói chung là mấy chị em Thủy ở trong này cô chú anh chị ít khi gặp nhau lắm, ở gần như vậy cô chú anh chị ơi, mạnh ai người đó làm, rồi tới giờ thì về ăn cơm nghỉ ngơi tranh thủ ngủ để đi lấy hàng cô chú anh chị, chứ không có thời gian mà ngồi như gì nhiều đâu cô chú anh chị ơi. Mang tiếng là ở gần nhau như vậy cô chú anh chị chứ mà ít gặp gỡ nhau lắm, ai cũng có mỗi công việc riêng của mình. Chị gái Thủy hỏi Thủy là buôn bán dạo này có được không, rồi tình hình cha sao, gia đình của Thủy thì Thủy cũng ngồi thì kể chuyện cho cô, cho chị gái nghe cô chú anh chị. Thủy nói là dạo này cuộc sống của Thủy là bế tắc lắm, nói chung là không có giống như ngày xưa nữa cô chú anh chị. Chỉ có chị gái mình và em mình, nói chung gia đình mình mới nghe mình nói tâm sự thật của cuộc sống của gia đình của Thủy thôi, còn mà Thủy ít tỏ bày cùng ai lắm, trừ khi là anh chị em ruột thì mới nói thật thôi cô chú anh chị ơi, chứ là chuyện gia đình là hầu như là Thủy ít khi nói cho ai nghe lắm. Rồi chị gái Thủy cũng ngồi động viên Thủy và cố gắng. Chị gái nói ngày xưa mình hai bàn tay trắng mình vẫn còn sống được, huống hồi chi bây giờ mình có nhà có cửa, cái gì mình cũng có đầy đủ. Nói chung nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình cũng như vậy là đủ rồi, cho nên nó là mình làm cứ tèn tèn mà sống, cứ lạc quan yêu đời và nghĩ thoáng một xíu, có ít thì mình ăn ít, có nhiều thì mình ăn nhiều một xíu, cho cái tinh thần nó thoải mái. Lúc nào chị gái cũng động viên Thủy hết cô chú anh chị, động viên và lúc nào cũng thương yêu và ủng hộ Thủy hết. Tuy chị gái hay la Thủy nhưng mà bao nhiêu tình cảm chị gái dành cho Thủy, Thủy biết trong lòng của chú anh chị. Chị gái lúc nào cũng thương yêu Thủy hết. Mỗi lần mà Thủy có công việc gì hay là xảy ra chuyện gì là Thủy, chị gái Thủy là người
lúc nào cũng truyền năng lượng cho mình, để cho mình đứng dậy của chú anh chị, để buôn bán và làm ăn tiếp tục, chứ không bao giờ mà để cho Thủy ở không. Nói chung là Thủy mà xảy ra chuyện gì là chị gái lúc nào cũng nói là phải đi ra bán, để bao nhiêu chuyện buồn đó gác lại, rồi mình lấy cái công việc mình làm để nó quên đi bao nhiêu nỗi buồn của mình, cô chú anh chị, cho nó qua. Mình tự mình đứng dậy, mình tự mình động viên mình, cô chú anh chị. Cho nên nó là đối với Thủy, bây giờ những cái gì mà xảy đến với Thủy, Thủy chai sạm, y như là mình như là sắt thép đó, cô chú anh chị. Không có gì mà để cho mình gục gã nữa, cô chú anh chị ơi. Bao nhiêu chuyện xảy đến với Thủy, Thủy đứng vững và vượt qua mọi khó khăn. Cho nên nó là những chuyện gì bây giờ mà xảy đến với Thủy là Thủy phải có kinh nghiệm rồi, mình đứng dậy và mình tự động viên bản thân mình. Chỉ có mình mới đứng dậy và chỉ có mình mới thương bản thân mình, và chỉ có mình mới giải quyết được cái công việc đó cho mình. Ngoài ra người ngoài người ta không có giải quyết được gì hết, cô chú anh chị ơi. Chỉ có mình đứng dậy và chỉ có chị em mình, xung quanh chị em mình kề cận với mình và tiếp sức cho mình đứng lên, cô chú anh chị. Cho nên nó là bao nhiêu giông tố đến với Thủy là giờ đều tan biến. Tự nhiên lâu ngày mấy chị em rảnh đi ăn uống rồi đi dạo mát, cô chú anh chị, rồi ngồi tâm sự cũng hay, cũng nhiều ý nghĩa. Lâu lâu mình hẹn nhau đi như gì nè, cô chú anh chị, xì chét sau bao ngày làm việc cực khổ vất vả, giờ mấy chị em rảnh ngồi lại nói chuyện và tâm sự và đi ăn uống cũng là một cái hay, mà một cái góc thư giãn của chị em Thủy, của chú anh chị. Trong này có mấy chị em mà cô chú anh chị nhìn hiu quạnh lắm, nhìn cô đơn lắm, cho nên nó là đi làm về mệt tới cô chú anh chị, rồi lên ngủ nghỉ ghi hàng, rồi xong bữa nào mà chị em mà rảnh cùng một giờ một lúc á thì mấy chị em rủ nhau đi ăn uống và đi dạo mát một xíu. Em gái Thủy thì chạy xe chở mấy chị em đi chơi, đi dạo mát một chút rồi ăn uống về ngủ nghỉ, tranh thủ ngủ lắm cô chú anh chị, để đi lấy hàng, chứ thức đêm nhiều quá mệt lắm cô chú anh chị ơi. Hầu như là chị em Thủy ai cũng thức đêm hết, cho nên nó là rất là cần giấc ngủ. Mỗi khi mà về quê là má biết mình ở trong này mệt, thức đêm nhiều, cho nên nó là má để cho ngủ, rồi má nấu ăn nấu uống chờ mình dậy, mình chỉ có việc ăn, ăn xong rồi má cũng rửa chén rửa bát, không có làm phiền chị em của Thủy đâu. Thấy thương má lắm cô chú anh chị. Chỉ có mẹ là thương yêu mình và lo lắng cho mình từng miếng ăn miếng ngủ. Còn vào trong đây mình làm thì mình phải tự lo cho bản thân, đau bệnh gì mình cũng phải cố gắng để mình vượt qua, để mình phải bán, không có nghỉ một ngày nào hết cô chú anh chị ơi, trừ khi mà về quê chị em Thủy mới nghỉ ngơi thôi, chứ ở trong này là tranh thủ làm lắm. Nếu mà cô chú anh chị để ý cái khuôn mặt của chị gái rất là bết bát mà mất ngủ rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Hầu như là cái năng lượng là không còn nữa luôn, chỉ đầu tư vô trong việc làm ăn buôn bán, chứ nhìn mặt phờ phạc lắm cô chú anh chị. Nói chung là thiếu giấc ngủ, không có thời gian để nghỉ ngơi, làm có một mình à. Dọn lủi thủi đêm thức dậy dọn, rồi sáng thì cũng dọn, trưa chiều gì cũng có một mình, cho nên nó là rất là cần một giấc ngủ rồi nghỉ lưng đó cô chú anh chị. Cho nên nó là Thủy biết như vậy, cho nên nó là mấy chị em của Thủy
ít ai làm phiền tới ai lắm. Đi bán về xong là vô tắm rửa nằm nghỉ, ăn uống xong là nghỉ, chứ không có làm cái công việc gì ở trong nhà nữa cô chú anh chị. Trừ khi ngày nào mà mình nghỉ buôn bán, mình rảnh rỗi rồi mình làm những cái chuyện của gia đình của mình thôi. Còn em gái Thủy càng thiếu ngủ nữa cô chú anh chị. Đêm thức đêm để lái xe và chắc hàng cho chị gái và em út của Thủy. Trời ơi, hàng của em gái và chị gái Thủy ha, rất là nhiều, nhiều, ba người luôn cô chú anh chị. Cho nên rất là bớt luôn. Nói chung hai cái tay của em gái Thủy vừa lái xe mà vừa chắc hàng rất là mệt mỏi luôn cô chú anh chị ơi. Tới nhà rồi cô chú anh chị ơi. Giờ em Thủy vèo xe để xuống. Đây. Thủy cũng đi về luôn cô chú anh chị. Đi về để ra ngoài Củ Chi làm cái sim cho anh Mãi cô chú anh chị ơi. Mãi đang chờ. Em chỉ đang dê xuống. Video của Thủy đến đây kết thúc luôn cô chú anh chị. Trước khi kết thúc video, Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nó để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye.